Trong những sản vật mà thiên nhiên ban tặng cho người dân vùng ven biển quê tôi, có một loài cá rất xấu xí từ tên gọi đến hình dáng, nhưng lại là món ăn hấp dẫn khó quên đối với những ai đã từng thưởng thức qua. Thòi lòi có nơi gọi là cá bóng thùng, có khả năng lặn lâu, phóng như bay trên mặt nước và leo trèo giỏi. Cá thòi lòi sinh sôi rất nhiều ở vùng nước mặn, nước lợ, ở các cửa sông, vạt rừng, theo bãi bồi ven biển. Săn bắt thòi lòi không chỉ là cái nghề nuôi sống gia đình tôi, mà đó còn là thú vui gắn bó với tuổi thơ của trẻ con nhà nghèo. Từ nhỏ, tôi đã được cha chỉ cách kết lá dừa nước làm ống trúng để bắt cá thòi lòi. Không giống như loại thòi lòi nhỏ thường thấy ở một số kênh rạch nước ngọt đồng bằng, thòi lòi biển trưởng thành có những con to bằng cườm tay người lớn. Hang của chúng thường rất to, nên ống trúng làm phải đặt dừa với miệng hang. Muốn bắt thòi lòi phải chờ đến khi nước ròng sát, miệng hang của chúng lộ ra. Vốn là loài cá tinh ranh, lanh lẹ, có cặp mắt lồi nhô cao, có thể đảo nhìn tứ phía, nên thòi lòi dễ dàng phát hiện bóng người cách xa hàng chục mét. Với bộ dây cứng căng lên như đôi cánh, cùng cái đuôi linh hoạt, thấy động là chúng lao dung dút trên mặt sình và lũi trốn rất nhanh, nên săn bắt chúng không dễ dàng. Đặt trúng tại miệng hang là cách bắt thòi lòi phổ biến nhất. Hang thòi lòi thường sâu hơn 1 mét. Người có kinh nghiệm nhìn vết bùn ở miệng hang sẽ biết ngay có cá ở trong hay không. Moi bớt sình cho miệng hang thông thoáng, đặt miệng trúng chúc xuống hang, ém bùn chặt chung quanh. Đi một vòng khoảng 5-7 phút sau quay lại thăm là dính cá. Để lâu quá cá dễ bị chết ngộp, thịt sẽ mất ngon. Của thòi lòi là còng, tôm, tép, các loại cá nhỏ. Chỉ cần móc mồi tép vô lưỡi câu đặt ở miệng hang, chờ 15 đến 20 phút sau có thể quay lại gỡ cá. Với một mớ tép, chục lưỡi câu là có thể kiếm được một mớ cá ngon cho bữa cơm chiều. Ở những vùng bãi bồi ven biển quê tôi còn có rất nhiều cá bóng sao, loại cá có hình dạng giống hệt như thòi lòi nhưng nhỏ hơn và trên mình có lớp vảy sáng óng ánh. Loại cá này khi chế biến, thịt cá dai, ngọt, ngon không thua kém thòi lòi biển. Cá bóng sao sinh sôi đông đúc và làm hang cạn trên các bãi bồi. Chúng cũng di chuyển rất nhanh trên mặt bùn, nhưng săn bắt dễ dàng hơn săn thòi lòi biển rất nhiều. Sau chiến tranh là thương binh nặng, mang trên mình nhiều thương tích. Cha tôi chọn vùng đất ven biển này để mưu sinh.
không vốn liếng cũng không có sức khỏe như bao người khác. Cha tôi cùng với một người bạn cũng là thương binh đành chọn cái nghề săn bắt những con cá thòi lòi xấu xí. Trước đây khi tôm cá tự nhiên còn nhiều, ít ai để mắt tới thòi lòi biển. Nhưng cha tôi và những người sành ăn phát hiện ra rằng thịt thòi lòi biển, cá bống sao qua chế biến còn thơm, ngọt, ngon và dai hơn con cá lóc đồng. Nhiều năm qua được nhà nước cấp đất, cấp nhà tình thương khang trang, nhưng cha tôi vẫn gắn bó với cái nghề từng giúp ông nuôi sống cả gia đình. Hôm nào vết thương không tái phát đau nhức, ông lại xách thùng đi thục cá bống sao. Những năm gần đây, khi nhiều nhà hàng ở các thành phố lớn xem thòi lòi là một trong những món đặc sản được ưa thích, thì những người theo cái nghề không cần vốn này càng dễ kiếm sống hơn. Chỉ cần chịu khó lội sình một buổi, mỗi người cũng kiếm được từ 2 đến 3 ký cá. Thòi lòi, bống sao rất mạnh và hung hăng. Nếu biết cách rộng nước và làm mù mắt để chúng không cắn nhau, thì để 3-4 ngày chúng vẫn sống khỏe. Ở quê tôi, nhiều người còn bắt cá bống sao bằng cách đặt xà ngom. Có khi gặp con nước, mỗi xà ngom trúng cả chục con bống sao. Thòi lòi, bống sao chế biến được rất nhiều món ngon, từ chiên xả ớt, kho tiêu, nấu canh chua, luộc mẻ, nấu cháo, làm khô đều rất ngon. Những lúc bắt được nhiều cá, giá bán quá rẻ, má tôi thường giữ lại để làm khô. Cá thòi lòi thịt dày như cá lóc, chỉ cần xẻ thịt, ướp các thứ gia vị, phơi ráo là có món khô rất ngon mà dân quê tôi còn gọi đùa là khô trâu xứ biển. Đem cá khô đi nướng hay chiên, cá dậy lên mùi thơm lừng, ngọt ngon quyến rũ. Với tôi, cách chế biến đơn giản và ngon nhất là cá vừa bắt về đem lụi cây nướng trên bếp than hồng. Cái mùi thơm khen khét rất đặc trưng của cá cứ làm tôi thấy đói bụng cồn cào. Con cá thòi lòi biển có điểm đặc biệt là dù làm món gì, thịt cá để nguội ăn không tanh mà vẫn ngọt ngon hấp dẫn. Cả ngày lao động vất vả với đám thanh niên vùng biển chúng tôi, đáng nhớ nhất là những bữa đem cá ra bãi biển nướng. Vừa nhấm nháp vị thơm ngon của cá, cay nồng của rượu, vị mặn mà của gió biển, vừa chia sẻ với nhau những chuyện buồn vui trong đời. Trải lòng giữa thiên nhiên sóng biển, trong tình nghĩa xóm giềng thân thiết, mọi vất vả trong tôi dường như tan biến và thấy cuộc đời có ý nghĩa biết bao. Hầu như người dân Nam Bộ nào cũng quen thuộc và ưa thích con ba khía. Họ hàng nhà ba khía sống tập trung ở vùng nước lợ mặn. Không biết bao giờ mà cái tên ba khía được đặt cho loài này. Phải chăng chúng dùng để phân biệt giữa những con cùng họ nhà cua? Là họ cua nên ba khía cũng có mai giống như cua. Nhưng mai ba khía có hình vuông thay vì hình oval như mai cua. Trời sinh có ba gạch ở trên lưng
nên chết danh Ba Khía. Quê tôi là nơi cây mắm lớn trước, cây đước theo sau, nên đã tạo ra những nơi trú ẩn an toàn cho họ hàng nhà Ba Khía. Tại đây, Ba Khía nhờ ăn trái mắm nên con nào cũng mập mạp và nhiều gạch son hơn so với Ba Khía các nơi khác. Vụ Ba Khía bắt đầu vào mùa sa mưa và kết thúc khi mưa dứt hạt. Thường đến khoảng tháng 4, tháng 5 âm lịch, nguồn thức ăn dồi dào nên chúng sẽ mập chắc để rồi mang trứng. Đến khoảng tháng 7, tháng 8 thì đẻ con. Trong ký ức tuổi thơ tôi vẫn còn đậm nguyên hình ảnh những bữa cơm chiều với Ba Khía. Mùa nước lên, gió bất thổi ngoài vách, có tô Ba Khía trộn ăn với cơm nóng thì một nồi cũng hết. Không nhắc thì thôi, nhắc tới cái món ruột Ba Khía thì miệng cứ ừng ực. Làm gì thì làm, những cái món Ba Khía muối chân quê vẫn là thức ăn không thể nhạt phai trong tâm khảm bất cứ người nào đã từng sống, từng thưởng thức nó tại vùng sông nước Nam Bộ. Có lẽ vì thế mà hình tượng con Ba Khía được nhạc sĩ Sơn Hà khắc họa như một phần tính cách của người dân miền Tây trong bài hát Anh Ba Khía. Tên của tôi biệt danh Anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Muốn bắt Ba Khía phải chịu đựng sự hành hạ của đám muỗi vắt. Đêm ở rừng muỗi kêu như sáo thổi, mà gặp lúc trời mưa rỉ rả thì càng cực gấp bội. Bắt Ba Khía phải nhanh tay lẹ chân, chứ không chúng sẽ tọt mất xuống hang. Bắt Ba Khía đã tay phải đợi tới tháng 10 âm lịch, khi chúng vào mùa hội. Giống như dòng họ nhà Còng lột vỏ đồng loạt vào ngày mồng 5 tháng 5. Mỗi năm Ba Khía chỉ hội một lần vào tháng 10 âm lịch. Ngày hội chẳng biết từ đâu Ba Khía tập trung nhiều vô số kể. Sau ngày hội hoành tráng ấy, chúng tản đi, hẹn năm sau tái ngộ. Người dân quê tôi có những câu thơ dí dỏm: tháng 7 nước chảy Cà Mau, tháng 10 Ba Khía hội kéo nhau đi làm. U minh rạch gốc rừng tràm, muỗi kêu kệ muỗi, tao ham Ba Khía rồi. Đêm càng khuya, Ba Khía di chuyển càng chậm chạp, thò tay là chộp dính ngay. Trước mùa hội, Ba Khía lột vỏ, thấy miệng hang nào có xác vỏ thì thò tay vào bóc ra con Ba Khía mềm mực, căng đầy sữa. Tuy nhiên, bắt Ba Khía lột kiểu này rất nguy hiểm bởi loài rắn, đẻn cũng lợi dụng thời cơ tìm ăn Ba Khía lột. Thò tay vào hang, đụng độ đẻn cá không sao, chứ nếu bị đẻn cườm cắn thì chết như chơi. Chẳng cần biết khoa học giải thích Ba Khía giàu đạm, protein, vôi hay canxi gì đó, chỉ biết nó là món ruột của tôi. Tôi và các em thường dành nhau cái mai Ba Khía. Mai Ba Khía đầy gạch son, ăn béo béo, bùi bùi, thật khó có thể quên được. Trước đây, Ba Khía bị coi là món ăn của dân nghèo. Ngày nay, Ba Khía được xem là món khoái khẩu của nhiều người. Nhất là lúc đã chán ngán thịt cá rồi, thì Ba Khía trộn ăn hoài vẫn còn thòm thèm cái hương, cái vị đặc trưng của nó. Hiện tại, con Ba Khía đã vượt qua lũy tre làng sang trời Âu, trời Mỹ. Ba Khía được chế biến nhiều món như rang muối, hấp gừng, chiên giòn, rang me, hấp bia, trộn gỏi, chứ không còn quẩn quanh Ba Khía muối ăn với cơm nguội như ngày nào. Không ít con Ba Khía chân còn dính phèn đã bò vào những góc bếp hiện đại, trở thành món độc. Mặc dù vậy, cái ngon Ba Khía nhà giàu giữa phố thị đông đúc chỉ là ngon hương hoa. Chỉ có những món Ba Khía nhà nghèo bốc khói lãng đãng được bày ra bên mé rạch dưới tán đước.
Ba khía muối rất dễ làm. Ba khía rửa sạch, muối thì vừa phải thôi, không được lạc và không quá mặn. Muối độ một tuần, ba khía ăn được mà vẫn giữ màu sắc như lúc còn sống là đạt chất lượng. Công việc thấy đơn giản vậy chứ, có hai điều không được quên là phải muối lúc ba khía còn sống. Thứ hai, độ mặn phải cao cho đủ sức khiến ba khía thành mắm. Đã ăn ba khía muối thì không thể bỏ qua thứ nước trộn, bởi nó là tinh túy. Thứ nước ba khía sóng sánh chất đạm ấy, cho vào miệng chưa kịp